Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Và Khanh Béo TV cũng xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV xin được cập nhật lễ tang của em Phaolô Bùi Thế Tân. Em sinh ngày 24 tháng 10 năm 1995, quê quán ở Phú Thọ. Không may, em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể gia đình, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chốt đi hơi thở cuối cùng. Nay đã trở về với Chúa, để lại cho tất cả mọi người, cho gia đình, người thân một nỗi xót xa vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, những công lao của bố mẹ đã vất vả, đã hy sinh, một thời đã lam lũ để rồi nuôi cho các con được khôn lớn trưởng thành. Cũng mong sao các con được khôn lớn để sau này có thể được cậy nhờ vào các con. Ai có ngờ đâu, cho đến ngày hôm nay thì em đã vĩnh viễn rời xa cha mẹ, để lại cho bố mẹ, ông bà, cho anh chị em một nỗi đau thương không bao giờ có thể lấy lại được. Cả một cuộc đời đã tần tảo nắng mưa để cố gắng làm sao nuôi cho con mình được khôn lớn, được trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì núi cao vời vợi, nước trong nguồn thì chảy mãi không thôi. Sự ra đi của em Bùi Đức Tân đã để lại cho tất cả anh chị em trong gia đình một nỗi thương nhớ vô hạn khôn nguôi. Nhớ những ngày em còn bé nhỏ, còn dại khờ, bao nhiêu những công lao vất vả ấy của bố mẹ, giờ này đây em nỡ cướp công của cha mẹ không bao giờ trở lại. Nỗi đau xót cũng chỉ biết chia buồn và chỉ biết rằng động viên gia đình hãy cố nén đau thương thành những hành động. Kính thưa quý vị, bao nhiêu những ngày tháng mà bố mẹ đã tần tảo sớm hôm thì con mới được như ngày hôm nay. Mà làm sao giờ này đây em nỡ ra đi chẳng bao giờ trở lại. Xót xa lắm, đau thương lắm, nhưng chỉ biết cầu nguyện và mong cho em được về với Chúa, được an nhàn, được thảnh thơi. Hôm nay đây thì em không còn những giọt nước mắt của tất cả người thân. Lúc này đây cũng chỉ mong sao rằng mãi mãi, mãi mãi em được an nghỉ, được ngàn thu yên giấc. Đi khắp thế gian thì không ai có thể tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai có thể khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mây trời có lồng lộng chẳng phủ kín được công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy để cha che chở cho các con. Nhưng đến ngày hôm nay đây em lại mất không còn. Trên thế gian này thì bố mẹ thương nhớ mãi. Cả một cuộc đời dẫu biết bao nhiêu từng trải, vì các con mà cha mẹ gian khổ đã nhiều. Nhưng ngày hôm nay đây
Em chưa báo đáp cho bố mẹ được bao nhiêu, thì giờ phút này đã phải chia tay vĩnh biệt. Em về nơi thiên đàng, em đâu có biết, tất cả đều ngậm ngùi, thương tiếc lắm thay. Thế là kể từ đây em bỏ tháng quên ngày, không bao giờ trở về được nữa. Xót xa, xúc động, cũng chỉ biết rằng tất cả đều cầu nguyện để mong linh hồn em được ra đi. Kính thưa quý vị, đó là những lời để chia sẻ và những lời cầu mong để chúc cho linh hồn em được thanh thản. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Khanh Béo TV. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Khanh Béo TV.